thì có một vị thiền bồ tát mà nhập vô, mà nói cúng cái gì cũng đủ mà cho tôi nước trần gian. Mà nước trần gian là cái gì? Nếu là đủ á, thầy thì hiểu biết mà tôi không biết. Thành ra là tôi hỏi bộ vậy chứ mấy ông là hộ pháp mà sao mà còn nhậu? Hộ pháp chỉ mới là thần, mà thần có nhậu không? Có tướng thì có nhậu không? Thầy ta nói cho người đi hỏi sao không có chúng cơm cho mấy ông tướng. Mấy ông tướng này á, không ai cái này đâu, không ai đi rượu. Đúng chưa? Là mình có rượu không? Rượu để mà những vị khi mà thầy học niệm xong đó, rượu bốt ca nó bây giờ tiếp đó. Bốt ca giờ không có nhạc chuẩn bị nữa. Thấy không? Có rượu không? Dạ. Xin hỏi cái gì, tính Việt Nam Cộng Hòa có nhậu không? Mình tu sĩ thì không nhậu, nhưng mà tính Việt Nam Cộng Hòa nhậu. Thầy cho người ra đánh chung của mình thỉnh đi. Đánh chung của mình, dạ đánh 21 dạ. Quý vị ổn định chỗ ngồi, nghe sư phụ nói đây. Chúng ta thành lập cái làng này trên 10 năm. Cái đền thờ anh hùng vị quốc dân thân này lúc thành lập nhỏ xíu. Theo thời gian và cái sự tưởng nhớ, cái sự hy sinh của các vị tướng lãnh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cho nên thầy nghĩ rằng cái miếu lần đầu tiên nó quá nhỏ, nó không tương xứng với cái sự hy sinh của những cái vị này. Cho dù chúng ta có xây gấp trăm ngàn lần lớn như vậy cũng không có thể nào đánh đổi được sự hy sinh của các vị tướng lãnh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta hạnh diện là hệ thống này có một nơi để tri điệu, có một nơi để tưởng nhớ các quân dân các chiến Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, và chúng ta không quên những người đã bị bức tử trong các trại tù cộng sản, là những chiến sĩ HO. Cho nên á, năm nay là một cái phước duyên, chúng ta tổ chức đúng ngày 30 tháng 4, phải không quý vị? Cho nên đây là một cái đại dỗ. Ở giữa này là thờ các tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Văn Hưng, tướng Lê Nguyên Vĩ, tướng Trần Văn Hai, đại tá Hồng Ngọc Cảnh, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, thiếu tá Nguyễn Văn Thà, trung tá gì Tuấn đây, Lê Anh Tuấn, và bên phải là những cái chiến sĩ Hoa Kỳ đã từng phục vụ cùng với Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam trong cuộc chiến để mà bảo vệ tự do. Và bên trái là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ở trong này có những lá cờ của cảnh sát quốc gia, của sư đoàn 25 bộ binh, của sư đoàn 23 bộ binh, của sư đoàn 22 bộ binh. Mà mình tối nay tôi làm chiêm bao, tôi nhìn thấy cái cảnh tượng rất nhiều chiến sĩ nằm chết trên bãi biển Quy Nhơn, có cái hình là hai con sông nhầm cái núi rõ ràng lắm. Rồi sư đoàn 21 bộ binh, sư đoàn 18 bộ binh, sư đoàn 9 bộ binh, sư đoàn 7 bộ binh, trường thiếu sinh quân, sư đoàn 3 bộ binh, sư đoàn 2 bộ binh, sư đoàn 1 bộ binh, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Tổ quốc Đại Dương, Lục quân Việt Nam Cộng Hòa, Quyết chiến quyết thắng, Không quân Việt Nam Cộng Hòa, Tổ quốc Không gian, Thiết giáp kỵ binh, Mau và Mạnh, trường võ bị quốc gia Đà Lạt, Tự thắng để chỉ huy, trường bộ binh Thủ Đức, Cư An Tương Quy, Địa phương quân Nghĩa quân, Bảo quốc An dân, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trường Đại học Chiến tranh Chính trị, Trí nhân Dũng thành,
trường hạ sĩ quan luyện tập để thắng sư đoàn nhảy dù, sư đoàn phiêu quân lượng chiến, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, pháo binh, sư đoàn thanh bộ binh, nói chung là tất cả những người phục vụ dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, gọi là quyền lực, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên có thể thiếu sót một vài đơn vị thì tôi thành thật cáo lỗi, quý vị có thể là email cho thầy chùa Tầm Nguyên hoặc gia hội đắc không để thầy bổ túc. Tuy nhiên hôm nay tôi đã nói hồi sáng này trong cái thời tụng thủ lăng nghiêm, tôi làm một cái đại đám dỗ để mà tưởng niệm, để mà dâng lên những người quân dân cán chức Việt Nam Cộng Hòa mà không có con cháu và thân nhân để mà lo cái chuyện tụ dỗ. Vì cái ngày đó có nhiều người vợ con đã chết trên biển và chồng thì chiến đấu cái viên đạn cuối cùng rồi tự sát. Cho nên đây là một cái đám dỗ mà tưởng niệm những người này, những người mà vị quốc trung thân có tên, có tuổi, có hình ảnh, có con cháu để mà đưa vào đây, gọi là những người may mắn. Còn có biết bao nhiêu người không may mắn, vợ của họ lên tàu vượt biên chết trên biển Đông, con của họ chết biển Đông, và họ chiến đấu tới viên đạn cuối cùng họ tự sát. Ai lo cho họ đây quý vị? Bao nhiêu người lo cho những người này quý vị? Thích không lành rồi. Cho nên á, chúng ta nếu gặp cái hoàn cảnh mình vào với những người chiến sĩ này thì họ rất là tuổi thân, và họ chiến đấu vì ai, bao nhiêu người nhớ tới họ, phải không quý vị? Cho nên nơi đây là cái nơi hàng năm, kể từ cái phong tục này, kể từ cái năm nay, ngoài những người được danh dự đưa vào, mỗi năm đều có đưa, mà năm nay đưa à, bao nhiêu vị vậy thầy sư chú? Bữa nay năm nhiều quý vị ạ? Bữa nay đây hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vị quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại sát quốc gia vào trong cái đền thờ Tổ quốc ghi ơn ngay cái ngày 30 tháng 4 này. Đó là một cái mốc lịch sử. Và hàng năm đúng vào ngày này, những người nào mà có chồng, có cha, có thân nhân mà đã hy sinh, không phân biệt cấp bậc, miễn rằng người đó cầm súng chiến đấu với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tiếp tục liên lạc về Đạt Di Đà Vân Đô qua cái email của bác Thiện Tâm, tức là có để trên chương trình tu học là qua xe đó, rồi để chúng tôi sắp xếp gửi hình ảnh, gửi lý lịch để chúng tôi làm lễ truy điệu đưa vào hàng năm nha. Và tôi thì thắc mắc rằng Việt Nam Cộng Hòa mình có nữ quân nhân không quý vị? Mà sao tới giờ này tôi kêu gọi tôi chưa thấy một người nữ quân nhân nào vào đây, có lẽ mấy bà sống dài hơn mấy người nữa không? Có người nữ quân nhân nào chết không quý vị? Cũng có chết hả? Cũng tưởng không chết chứ. Tại vì tôi cứ kêu gọi hoài, tôi nói là tôi biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình có nữ quân nhân, nhưng mà tôi biết nữ quân nhân vẫn ở tù như thường, vẫn bị chết như thường, mà sao không thấy có người nào đưa vô đây hết? Tức là có chết thiệt không? Không có chết thiệt. Bà tắm xung phong đi. Bà tắm xung phong đi. Thì thể nói là mấy bà thì đưa cho mấy ông vào, còn mấy ông thì quên luôn mấy bà. Giờ bây giờ tôi giao cho tôi đưa vô đó. Cái không khí của ngày 30 tháng 4 năm nay nó vừa cảm động, nó vừa buồn, nhưng mà chúng ta có một chút gì đó để chúng ta thấy mình có làm một cái gì đó cho những người đã hy sinh mà hầu như đi vào quên lãng, đúng không quý vị? Chúng ta vỗ tay cho những người có mặt hôm nay và những hương linh xét dưỡng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, những tù nhân chính trị, những quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan cảnh sát quốc gia bị chết trong các đại tù. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành cho quý vị, và tôi nhắc lại với sư chú cố gắng làm một cái liên vị cho các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong các trại tù, dành cho họ một chỗ
anh hùng diệt quốc Dương Thanh, được không quý vị? Họ chết trong tù, rồi vợ con họ đi qua Mỹ, rồi giờ con cháu họ không biết họ là ở đâu, thì họ nương nhờ vào phước lực nơi đâu để họ được coi như là siêu lên các cảnh giới tốt hơn, chứ hơn là ở trong những cái rừng sâu nước độc ở ngoài Vĩnh Phú, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, ở Hoàng Liên Sơn, ở các trại tù. Cho nên là chúng ta có một cái thiếu sót là chúng ta không có một cái linh vị dành cho những người tù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử chết nhiều không quý vị? Nhiều. Cho nên là chiều nay xin chú thầy trên lo cho thầy một cái linh vị, thầy thầy hỷ hướng dẫn để đưa họ vào trong này nha. Cho nên ngày mai là cái ngày cúng, thì tôi muốn đưa cái linh vị đó cũng vào, trước tiên là vào trong chùa Thập Địa Tạng, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có cái lần lễ đặc biệt cho những người đó, trước tiên là cho họ vô địa tạng đã. Bây giờ đồng ý không? Nếu đồng ý cho thành phát tay. Và nếu quý vị nào ở vùng Houston phụ cận nghe cái chương trình 30 tháng 4 của làng A Di Đà Congregation do Tỳ Kheo Thích Chu Lai làm chủ trì, thì tôi biết là cái nhóm hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa và một số cựu quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa đang làm mặt làm lễ, có mặt làm lễ ở tại cái trụ đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Maryland. Tôi xin gửi một cái thông điệp trân trọng kính mời, dành chút thời gian cùng chiều nay quý vị lên đây, dưới lần lễ xong lên đây, nếu bụng đói chúng tôi sẽ có thức ăn thịnh soạn mời quý vị ăn trưa đỡ đói, rồi chương trình để mà cung nghênh các vị sĩ quan quân nhân các chiến Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát quốc gia gồm có 20 mấy vị vào trong đền thờ Tổ quốc tri ân, và có một buổi lễ đầy đủ cung cấp theo cái chương trình mà tưởng niệm hàng năm 30 tháng 4 có chương trình văn nghệ đấu tranh và có lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Phật Giáo Kỳ. Và đó là một buổi lễ dành cho những người Việt quốc gia yêu nước, uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Trân trọng kính mời các chiến hữu sẽ có mặt ở đây để cùng góp một bàn tay để làm một cái gì đó cho những người Việt quốc dòng thần. Vì là kinh Nhật Tụng ra trang 228, tôi nói lọ xin lỗi, đây là cái sớ tôi sẽ đọc. Trong này là sớ của những quân dân các chiến Việt Nam Cộng Hòa mà đã hy sinh trong chiến trường, hoặc là hy sinh không phải chiến trường mà vì bệnh, hay là chết trong các trại tù, có con cháu vợ con hiện diện trong cái pháp hội 30 tháng 4 tại đàn Di Đà Quân Rô. Tôi sẽ đọc sớ ngày hôm nay, nhưng mà tôi sẽ dâng lên tất cả những cái sớ mà trung thành bằng cái tâm thành của tôi và các đệ tử của tôi đang hiện diện trong cái đền thờ anh hùng diệt quốc Trung Thân này. Sắc thương đương nhiên tới cái phần mà bây giờ chúng ta thỉnh, rồi tới cái phần dân tôn là thầy Kỳ Hỷ sẽ đi ra cùng với hai của nguyên nhân để mà dân công cho các chiến sĩ trước cái quốc trì đền thờ Tổ quốc ghi ơn. Quý vị liệt trang 228, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật A Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2022,
không khí trang nghiêm tại đền thờ anh hùng vĩ quốc dòng thân. Tại làng Di Đà Con Rô Tiểu An Tất Sịch Hoa Kỳ, chúng con hội tụ tại đây chăm sửa hương hoa phẩm vật tưởng nhớ đến các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và ngày hôm nay con cũng dâng sơ cầu siêu cho các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Cảnh sát Quốc gia đã bỏ mình vào ngày 30 tháng 4, nhưng vợ con cũng đều bỏ mạng trên đường tìm tự do, cho nên không người kế tự để lo hương khói kỷ dỗ hàng năm. Hôm nay trong đại lễ đám dỗ này, chúng con sắm sửa hương hoa phẩm vật cung thỉnh liệt vị quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Cảnh sát Quốc gia về tại đền thờ anh hùng vĩ quốc dòng thân. Con cũng hướng về các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, gồm có tướng Nguyễn Phan Năng, tướng Phạm Văn Phu, tướng Lê Văn Hưng, tướng Lê Nguyên Vị, tướng Trần Văn Hai, đại tá Hồ Ngọc Cận, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, thiếu tá Nguyễn Văn Thà, thiếu tá Lê Anh Tuấn và các tử sĩ Hoàng Sa. Không quên triệu thỉnh các 58.000 chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã bỏ mạng trong cuộc chiến đấu cùng Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam. Chúng con cũng không quên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử trong các nhà tù Cộng sản. Chúng con cũng không quên các thuyền nhân bộ nhân đã bị bỏ mình trên biển Đông và núi rừng Thái Lan không được đến nơi tự do. Chúng con cũng không quên tất cả những chiến sĩ vô danh đã từng chiến đấu những ngày giờ này không nhang không khói, không người kỵ dỗ để mà một chút tưởng nhớ đến sự hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Xin hướng về các vị tướng sanh làm tướng tự làm thần, cho phép các thuộc hạ của liệt vị được vào trong tháp dự đà thí thực quyền nhờ Phật lực công kinh sớm được siêu sanh tịnh độ. Riêng trước đền thờ Tổ quốc ghi ơn khu vực có 18 lá quốc kỳ các binh chủng và các chiến sĩ nào gồm có những người bị bỏ mình mà không vợ không con để mà nhang khói, những người đã tự sát trong ngày 30 tháng 4 và những người chết oan ức trong các đại tù của Cộng sản, điều hội tụ về đây dự đàn thi thực nguyện nhờ Phật lực tâu kinh sớm được siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, giống tụ Phật tiền, chúng con chí thành định tâm đảnh lễ liệt vị anh hùng vĩ quốc dòng thân tam bái xả xuống. Xả xuống. Xả xuống. Mời quý vị an tọa và vào chuông mõ. Tháng 4 năm 1975,
trùng quy định sơn hổ pháp danh minh siêu, đi cảnh sát quốc gia Diễn Bình ta thế ngày 4 tháng 3 1981. Triệu Minh Thành pháp danh Triệu Kim Cang sinh năm 1937, tử tận ngày 25 tháng 5 1974. Con là Dương Minh Quang pháp danh Nguyên Hóa, xin thỉnh cha được nhập tháp. Anh hùng tổ quốc ghi ơn, rồi có Dương Minh pháp danh Minh Pháp sinh ngày 13 tháng 7 1943. Tạ thế 23 tháng 1 2021, chức vụ chiếu quý cảnh sát trưởng cục tại quận Cần Duộc tỉnh Gia Định. Hương Linh Nguyễn Văn Thi pháp danh Liễu Thoát sinh ngày 1 tháng 5 1946, nơi sinh là Thừa Thiên Huế Việt Nam, tạ thế ngày 30 tháng 10 2005, trung quý hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin dân sớ cầu siêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thương pháp danh Quang Minh sinh ngày 5 tháng 1 1936, tạ thế tại Thừa Thiên, sanh tại Thừa Thiên Huế Việt Nam, tạ thế ngày 16 tháng 7 2019, nơi mất Phước Hải Nha Trang Việt Nam, cấp bậc trung úy công quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dân sớ cầu siêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Phụng pháp danh Thiện Hoàng sinh ngày 20 tháng 12 1940, nơi sanh Thừa Thiên Huế Việt Nam, ngày mất ngày 28 tháng 6 1970 tại Cần Thơ, cấp bậc sau cùng đại quý sĩ quan võ bị Đà Lạt khóa 18, quận trưởng tại Cần Thơ. Dân sớ cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tên Nguyễn Văn Minh pháp danh Quảng Quang sinh ngày 10 tháng 10 1943 tại Thừa Thiên Huế Việt Nam, tạ thế 16 tháng 2 2020, cấp bậc trung úy hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Phật tử Huệ Hương dân sớ cầu siêu cho chiến sĩ Lý Đình Thị pháp danh Thiện Sĩ sinh 1945, tạ thế ngày 21 tháng 9 1966. Dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ Nguyễn Văn Cư, Lê Tất Biên, Lê Tất Bản, Võ Đình Lâm. Xin dân sớ cầu siêu cho cha là Nguyễn Giỏi tử trận ngày 19 tháng 9 năm 1960, cùng đồng đội tại Sơn Hải, gồm có 11 người tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Xin dân sớ cầu siêu cho hương linh chiến sĩ Lê Phước Ngà pháp danh Thiện Như sinh ngày 2 tháng 7 1948, tạ thế ngày 13 tháng 9 năm 1970, tử trận trong cuộc chiến tại miền Nam. Nam mô A Di Đà Phật, Giáo Tụ Phật Tiền. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ cảnh sát quốc gia. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 25 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 23 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 22 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 21 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 18 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 9 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 7 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ xuất thân từ đường thiếu sinh quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 3 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 2 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc sư đoàn 1 bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc Lục quân Việt Nam Cộng Hòa. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc Thiết giáp kỵ binh Việt Nam Cộng Hòa.
xin dân sớ cầu siêu cho các sĩ quan thuộc đường võ bị quốc gia. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc đường bộ binh Thủ Đức an cư, cư an tư quy. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ tử trận thuộc địa phương quân và nghĩa quân. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trường đại học chiến tranh chính trị. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận thuộc trường hạ sĩ quan. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ sư đoàn nhảy dù tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Xin dân sớ cầu siêu cho các sư đoàn thủy quân lực chiến, các binh sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ biệt động quân vì dân quyết chiến. Xin dân sớ cầu siêu cho các lực lượng đặc biệt gian khổ không sợ lòng. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ phục vụ trong đơn vị pháo binh. Xin dân sớ cầu siêu cho các chiến sĩ phục vụ trong sư đoàn năm bộ binh. Xin dân sớ cầu siêu tổng quát cho tất cả các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, không phân biệt cấp bậc từ binh nhì cho tới đại tướng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, đại chứng minh chân ngôn hàn lực chẳng nên từ vô ngũ minh đề dương thế an tỏ lên đường để nghe kinh tháng môn hiểu từ trên trần bốn dân hướng hóa thần hướng hóa điều thân thần thức hóa thân tiếp dẫn và cảnh sát quốc gia hữu dị hữu dân là được con cháu đưa vào đền thờ anh hùng dị quốc dòng thân hương linh quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa vô dị vô dân là những người không còn vợ con để lo chuyện tang tế. Hôm nay ngày 30 tháng 4, ngày tưởng nhớ các anh hùng Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát quốc gia hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, và các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mạng trong các nhà tù cộng sản. Hôm nay chúng con sắm sửa và mong phẩm vật hương thơm ngào ngạt cung thỉnh liệt vị hương linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trở lại đền thờ lễ Phật nghe kinh hương hoa thần là hương hoa điều thân dây quyền ma hồn về dương thế mắt thờ nơi nào mau mau tình ngộ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam.
chiến đấu dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa và các hương linh vô vị vô danh. Là bị gì con cháu vợ con không còn để mà lo ngày kỷ dầu. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2022, chúng con sắm sửa ba mâm Phật vật cùng thể liệt vĩnh ơn linh quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở lại chùa để thọ thực nghe kinh hướng hoa thần. Hoa điều thần dây quyền thân cờ bữa thân thân từ tại giác nhàn tới lối thăm bước mắt vừa khó tạm trần gian hướng hoa thần hướng hoa điều thân thân đất địa tại tiếp dần là những người bị bức tử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người may mắn có vợ con đưa vào đền thờ anh hùng vĩ quốc dông thân. Những người kém may mắn cả vợ và bản thân mình cùng con cháu đều chết vào những ngày cuối cùng 30 tháng 4 năm 75. Hôm nay tại đền thờ anh hùng vĩ quốc dông thân, chúng con sắm sửa ba mâm Phật vật cung thỉnh liệt vị anh hùng vĩ quốc dông thân của Việt Nam Cộng Hòa trở lại làm Di Đà lễ Phật nghe kinh hướng hoa tình hướng hoa điều thân dĩ nguyện được nương nhờ vai thần chớ phần hãy về đây thân tháp mang chân hồ thiên thù hướng lên đành hẹn hương hoa thứ thân thành cuộc dân hương hoa thần hương hoa triều thân phá lan cũng thần hương lên hà về hồ thiên an thọ lên sàn vì trước bàn linh đảnh lễ liệt vị anh hùng vĩ quốc dông thân nhị mai hèn. Anh nhớ nào nhớ mấy nhà sanh tử nhớ nỗi ràng nhớ tan hồ thời đọc mơ lòng nhớ và chân quý vị bên phải bên trái của đền thờ anh hùng vĩ quốc dông thân đại diện cho vợ con dân cơm phẩm vật, chúng tôi cần một số vị tình nguyện ra bàn thờ phẩm vật trước cây bút chì anh hùng vĩ quốc dông thân thành kính gấp cơm thức ăn mời liệt vị anh hùng vô vị vô danh chiến sĩ vô danh Việt Nam Cộng Hòa về đây nạp thọ. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháp Như Lai, Nam mô Diệu Xà Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Bà Thân Như Lai, Nam mô Ly Tổ Ly Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô
Tiền miên mà cơ khổ màu
nhiệm môn thiên hàng. Quý vị đảnh lễ liệt vị ân hùng, vị quốc dung thân một lần nữa vị a vai. Đảnh lễ xong nhờ thần chú phổ cúng dường, khiến tất cả ba mâm phẩm vật này biến khắp mười phương, không bỏ sót tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh từ những ngày đầu cuộc chiến. Từ khi Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thành lập ra miền Nam Việt Nam cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, từ cấp binh nhì cho tới cấp tướng đều được ân triêm công đức. Bảo tàng nhớ lai là bảo tàng.
30 tháng 4 năm 1975,
Con phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Tất cả những người hiện diện trong đền thờ, anh hùng dĩ quốc dung thân, không ít thì nhiều đã từng chịu ơn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, từ cấp binh nhì cho tới cấp đại tướng. Nhờ có các vị chiến sĩ này mà dân chúng miền Nam được 20 năm ấm no hạnh phúc. Giờ này chúng con hiện diện tại Hoa Kỳ, qua diện tị nạn cộng sản, dù với các lý do gì, thiền nhân, bộ nhân hoặc là đi tị nạn chính trị, cũng đều nhờ lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày đánh dấu đám dỗ đầu tiên cho tất cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại đền thờ anh hùng dĩ quốc dung thân. Và từ nay kể về sau, con sẽ tiếp tục chương trình kỷ dỗ đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 để tưởng nhớ đến quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát quốc gia đã hy sinh bỏ mạng trên các chiến trường miền Nam, hoặc là đã bị chết hoạnh tử trong các nhà tù cộng sản. Chúng con cũng không quên các thiền nhân cổ nhân đã bỏ mình trên biển Đông và chết tại núi Lửng Thái Lan trên đường tìm tự do. Xe tam thừa lộng lẫy thiền bát nhã thân thang, sáu đường luân hồi trời người địa ngục ngã quỷ xuất sanh là dốc ngược đèo ngang. Ba cõi dục dưới sắc dưới vô sắc dưới vẫn là đau thương đỏ lạc. Thảm nội có nhiều chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết không người vuốt mắt. Đám tang không có tâm hồn vật là giải khăn tang để đưa tiền, không có lời kinh tiếng kệ, cho nên hôm nay với thân phận một người dân của Việt Nam Cộng Hòa, một tu sĩ quốc gia, con làm tất cả những gì mà con có thể để đền bù một chút nào đó công ơn hy sinh của các anh hùng Việt Nam Cộng Hòa vĩ quốc dòng thân. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nương theo mà sao cho chúng sanh tình trạng nào ta phát lòng mong con thương theo bác cầu cho chúng sanh chân tình và hợp tất cả thống hại. Quyền thế cao cơ này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thông thần thật. Dạ, bây giờ phải lên trên Facebook á, là thầy có xin nữa. Rồi có cái Facebook là phải tùy theo Thích Thông Lai lấy xuống coi từ đầu đến cuối. Con này con có thể cho coi Facebook hoặc YouTube. YouTube hoặc web Facebook để là cái tên cái thái thổ của nó là gì?
Để cái đẳng lên. Chỗ coi. Cái phòng chật này mình đem vô. Để xuống bếp hết.